Hello các bác, em lại có cái món đồ chơi thanh lý rồi các bác này. Đây, à, đây kia kia lấy quả kia. À, quả này cũng được em, quả này bé nhưng mà thùng dài dài này. Quả kia. Nên là vẫn là bát 30. Vẫn là 30. Giống như này. Ừ, nó không, nó kiểu khác. Bác cứ bỏ ra cho em xem. Lấy cục này được hoặc cục kia cũng được. À, và đây nha các bác ơi, đây là sản phẩm thanh lý của các bác này. Đấy, các bác mua hàng xịn bên em thì bây giờ các bác lại chuyển cái hàng ra ban đến em để bán này. Đây là bán thanh lý thôi nhá. Đấy, các bác mang loa là ra ban đến đổi loa chi la của em mà cắt tiền thì bây giờ cái ra ban này, made in ra ban này em sẽ bán chỉ có mấy trăm nghìn thôi các bác thôi. Đấy, cặp loa này em chỉ bán cho 600 nghìn thôi các bác nhá. 600 nghìn. Đấy, nó chỉ bằng số lẻ của cái loa chi la em bán cho các bác nhá. Đấy, cho nên là bác nào mà đã mua loa chi la bên em ấy, ví dụ như 450C ấy, thì các bác cứ yên tâm nhá. Còn đây là ra ban như em chỉ bán 600 nghìn ấy, đúng là số lẻ nhá. Cảm ơn các bác nhá. Đấy, còn cặp bên dưới này thì nó to khủng hơn, bát 30, 1 triệu đồng thôi. Rẻ giật mình đúng không ạ? Đấy, bán toàn gọi là ngang với số lẻ của những sản phẩm bên em bán đó. Đấy nha, toàn ra ban với cả USA thôi. Đấy, giá chỉ vài trăm nghìn thôi.